xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ. Hò hơ 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 hơ. Chân trước, chân sau, sang trái, sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu Út phương Nam. Rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương Nam vui lắm mà nghe. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến rồi. À, bà Trinh. Đứa nào bà? Đứa nào? Con này Trinh. Trời đất ơi. Đi lẹ lẹ lên coi, trời ơi, cái ngày Tết nhất người ta đi chợ, người ta về còn cúng kiến ở nhà nữa. Đi nhanh nhanh có đi gì cả mà rỉ cả mỏ hà. Hên á là con kêu Chính kịp, chứ để mà Chính đi qua cầu á, rồi con với Chính rồi đâu biết ai nhường ai đâu. Lại Chính già rồi, mất công rồi con bất lễ với người già nữa. Có cái chuyện qua cầu thôi, thì ai bước lên trước qua trước, qua xong rồi nhường người kia đi qua. Vậy thôi mà mày nghĩ làm chi cho nhiều vậy? Trời ơi, con tính kêu là Chính stop, Chính stop lại. Không, không. Dạ. Chính là bán tiệm tạp hóa, chứ không có shop. Stop, stop tiếng Anh có nghĩa là dừng lại. Dừng lại là để cho con đi qua đây con nói chuyện với Chính. Chân tao phèn không mà nghĩ tao biết tiếng Anh không? Trời ơi, chứ kỳ quá à. Trời ơi, mày nói nhiều quá à. Cái tật nói nhiều của mày thì cái thằng chồng của mày nó chịu nổi mày, tao cũng sợ nó luôn á. Trời đất ơi, chồng con thì để con lo, chứ Chính có lo đâu mà. Trời ơi, Chính ý kiến chi cho mệt vậy. Ờ, thôi ở đó lo đi. Chính sáng giờ có thấy chồng con đâu không? Này vui nè. Dạ. Này mày lẫn chứ không phải bà già lẫn nha. Ủa sao vậy? Mới vừa nói tức thì chồng con để con lo. Bây giờ nói chồng con ở đâu Chính biết không là sao? À, không phải. Tại vì sáng giờ con không thấy chồng con đâu hết. Con đi kiếm ảnh. Với lại Chính biết sao không? Gần Tết á, ảnh cứ kiếm chuyện là đi nhậu hoài à. Không biết đi đâu hết á. Ê, dạ. Cái vụ này lạ nha. Đàn ông mà có vợ đẹp mà bỏ nhà đi hoài. Một là mày có vấn đề. Hai là nó có vấn đề. Ê, có khi nào nó mê trai không? Trời ơi, không có đâu Chính. Chồng con á là chỉ có cái tật là nhậu nhiều thôi à. Đó. Trời ơi, cái bàn nhậu. Dạ. Bàn nhậu là mày thừa nhận là đàn ông không, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Mà bây giờ có cái mô đen là trai đẹp là nó yêu nhau. Đó, trời ơi, mất chồng mà gì mà tiểu tam thì không nói. Mất chồng mà gì một cái thằng khác là nhục nha con. Chính ơi, vậy giờ sao Chính là lỗi như vậy thiệt sao Chính? Bởi vậy Chính biết sao không? Chồng con cứ đi nhậu bữa giờ mà con xin ảnh cho con đi chung mà nó không có cho. Đó, nó không cho mày đi theo là có chuyện rồi. Nhưng mà làm sao bây giờ hả Chính? Nhưng mà cái này là tao nghi thôi chứ không phải tao đốt nhà mày nha. Nha, tao nghi thôi nhưng mà bây giờ mình phải có một cái phép trắc nghiệm đi. Mình trắc nghiệm coi nó có chuyện đó hay là không. Nha. Bây giờ làm sao? Chị mà cả lết cả sàn, không biết chừng nào mới tới nữa. Trời ơi, Tết nhất gì mà nóng quá luôn á bà Chính. Nóng nực, trời, nóng kinh khủng luôn á. Con á mà đứng một hồi nữa là con thành con khô mực luôn á. Vậy vậy chị, không ai như chị hết trơn á. Dạ. Ngày Tết ngày nhất chưa có tới lễ mà. Bây giờ là cái ngày mà người ta mừng công chuyện quá chừng luôn. Chị đi chị quất cái áo dài vô hả, rồi chị lạng ở ngoài chợ, chị lạng về trong xóm chi vậy? Thấy mà mắc nực luôn á, thấy là đủ nực rồi đó. Thôi kệ đi, đâu có gì đâu Chính. Con á phải làm như vậy á, xong rồi con ra con thông báo cho mọi người biết một cái tin á, là Tết này con sẵn sàng tiếp đón mọi người, sẵn tiện á là cho chồng con biết là con có thể nhậu tới bến luôn. Đó, cái đó là bay lằng quá rồi, đúng không? Đã Chính nói với con là cái chuyện là kế hoạch bí mật. Mày phải làm trong vòng bí mật, làm một cách tinh tế, tế nhị, nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, bà thấy điều bà bắt cái loa lên gốc cây dừa như là truyền thông của xã luôn á. Rồi bà la la lên là bà rủ người này nhậu, bà rủ người kia nhậu. Hết chuyện đi rủ luôn, đực điên nhậu. Cái thằng đó chỉ cần nó nghe hú một cái, nó nghe hơi rượu cái là nó chạy tới rồi. Không cần rủ.
Trời đất ơi, bởi vậy con mới rủ con tiếng à, là ông nhận lời liền. Đã vậy còn không cần biết giờ giấc địa điểm ở đâu luôn á chính. Đó đó, rủ mấy đứa đó nhậu nha. Cái tới nhà nó quậy banh xác đi nha. Rồi cái thằng tài mà nó biết nha là tao không có chịu trách nhiệm à. Tao không có chịu nha. Ủa vậy, vậy thôi hả? Vậy thôi, để anh tính lại. Con không có dám ăn nói bậy bạ ở đâu. Đó, bởi vậy tao nói một đàn làm một nẻo. Tao kêu bằng là mặt người mà ốc khỉ đó. Thôi thôi mà, thôi con đi vô thay đồ. Thôi đi, đi vô thay giá chết luôn à. Trời đất ơi, đang mà công chuyện đang đăng đê đê, tự nhiên là quất áo dài vô. Không có giống con giáp nào trơn trời. Chừng nào tới lễ, tới Tết ấy đi rồi bận ai nói. Nghe má vợ ơi. Dạ 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 con biết rồi. Bữa nay hôm nay nhà mình đám giỗ, rồi rồi con tranh thủ con về liền. Rồi rồi còn chuyện vợ con thì để con tính cho. Rồi rồi, má cứ yên tâm nha. Rồi ngồi xuống uống miếng nước nè, đi đâu ạ? À? Có một chuyện, có vợ con bên đây không chính? Có, nó mới vô nó thay đồ. Mà mày làm cái gì đi đâu thì nói với nó một tiếng, để nó đi kiếm cùng làng cùng xóm hết à. Trời ơi khổ quá, con phải thông cảm cho con chứ. Mấy ngày hôm nay cận Tết, ở trên thành phố bà con người ta về quá chừng, người nhà cũng sửa chữa thế này thế nọ. Thì con hàng xóm láng giềng cũng qua phụ, phụ người ta quý, người ta kêu ở lại uống một hai chung rượu thì uống uống chơi thôi, một hai chung rượu là uống xong rồi về chứ làm gì có tăng hai tăng ba. Thì ở nhà ai thì mày nói với nó một tiếng để nó khỏi mất công đi kiếm. Trời ơi, nói thì nói rõ ràng mà mấy ngày hôm nay nè, bằng chứng sống là chính ở với vợ con, chính thấy sao? Có tin tưởng vợ con không? Lúc này ta thấy cái đầu óc nó sao sao. Đúng không? Bởi vậy ta nói là cái bằng mà mặt người ốc khỉ đó. Thì đó mới suy nghĩ sao sao, quan tưởng thế nào á. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, trời nè, con nói bằng chứng luôn là bữa hổm nè, con qua nhà chú Năm. Phụ nhà chú Năm mà lợp lại cái ngói rồi xong sơn quét vôi lại. Rồi nhắn với lại vợ con là nhớ 5 giờ qua rước con nha. Nhắn tin vậy rồi nhận được tin. Rồi dạ, vâng, ok. Đó, nhắn 3 lần vậy luôn á. Vậy mà cuối cùng hả, 6 giờ vẫn chưa thấy rước. Cuối cùng bể ra là biết không, đi gọi đầu ở đâu, cách tiệm ở cái tiệm ở đâu mà gần nhà chú Năm, cách đó là khoảng 7-8 cây số. Mà con phải đi bộ tới đó coi coi được không. Có đi sao quá thấy không. Ủa gì kỳ vậy ta, mà nhắn có đầy đủ không, có bỏ dấu đàng hoàng không? Trời ơi con nhắn đàng. Ủa sao tự nhiên sao thiếm binh vợ con quá vậy? Không phải sao binh, tự nhiên binh chính binh vợ con vậy? Ủa vậy là nó sai rồi. Sai hoàn toàn. Nè con nói thêm một chuyện nữa là suy nghĩ lung tung. Bữa hổm ở nhà của chú Năm nữa, mượn chiếc xe ở nhà con cho mượn rồi về nhà suy nghĩ sao hả, là nói con á là đi bán cái xe không ra đó để mà lấy tiền đi nhậu, rồi đòi qua tiệm của người ta, rồi giật sập tiệm người ta. Trời đất á. Thôi thôi đó, thêm nữa thời gian gần đây nè, đó con biết được là đi nhậu. Đi nhậu cho bằng nữ con, rủ thêm đàn ông đàn ơ được vô nhậu chung nữa đó. Không xí cái vụ này là chính thú nhận trước Bình Minh. Cái vụ này là ta xuống đó. Nhưng mà không phải, ta không có xuống nó nhậu. Cái vấn đề là nó tưởng là mày đi đâu đó, nó không có biết mày đi đâu. Cái nó tưởng là mày có bồ. Cái chính mới nói là bày cho nó cái cách để giữ chồng. Thì mình giữ chồng một cách tinh tế nhẹ nhàng thôi. Nó đi nó rao kêu bằng là cùng làm cuối xóm là nó nhậu với thằng này, nhậu với thằng kia để nó chọc tức mày á. Tao nói cái đó kia bằng là kia bằng đuổi chồng đi chứ giữ chồng gì. Mà cái trời kỳ cục bây giờ hả, mọi người đồ mà bây giờ tới tay của má vợ con rồi. Bây giờ đang căng thẳng luôn á thiệt. Tại sao là cái trò của vợ con thôi chứ gì. Thì nó là cái trò thôi. Nhưng mà ta đâu có bài nó vậy đâu, ta chỉ nó một cách, nó làm một cách. Bởi ta nói mặt người ốc khỉ nó vậy đó. Mà phải sống chung với nhau, phải tin tưởng. Giờ này con phải cứu vợ con mới được, không để vợ con vậy dầu gì cũng yêu thương. Mà phải tin tưởng nhau, thím hiểu không? Đúng rồi. Thím hiểu mà... không là làm gì có chuyện tăng hai tăng ba bồ bịch gì đây. Ở đây nói cái vụ đó mới nhớ. Đúng rồi, nó nghi ngờ thì phải có chuyện nó mới nghi ngờ. Mày có vụ tăng 2 tăng 3 không? Trời ơi, bây giờ là con nhậu đúng một tăng là con đi về làm gì tăng 2 tăng 3. Ở dưới đây đâu có cà phê đèn mờ hay là gì đâu. Phải chỉ ở trên tỉnh hay trên thành phố đâu có. Ăn nhậu nghiêm túc đàng hoàng. Có gác tay gác chân rồi có ôm ấp đồ gì. Làm gì có, con người đàng hoàng mà làm gì có chuyện đó. Rồi bây giờ tự nhiên làm vậy người ta đồn. Thiệt tình giờ không biết cứu sao luôn. Ủa mà sao vợ con nãy giờ thay đồ lâu quá vậy? Rồi, chắc ngủ chổng rồi. Thôi đi về đi. Bận không chị thì đi đi. Rồi á, chừng nào nó thức dậy á thì ta báo cho qua rước nó về nghe. Thiệt tình luôn á, đang gấp mà. Bây giờ như vậy. Nay như bên nhà má vợ không có đám giỗ. Bà có mời. Cúng kiến có mời. Bà có mời chính qua đúng rồi. Con phải dạy về cúng kiến để kịp giờ. Còn có chuyện vợ con để con phải tính mới được. Phải cứu vợ con mới được chứ không được vậy. Ê, từ từ đi, có gì chính nói cho.
Con nhỏ này đúng là mặt người ốc khỉ mà. Hồng ơi, Hồng à, trời ơi, Tết nhất mà đi đâu. Ôi, mắt để làm sao ót hả Hồng? Tết nhất mày bỏ đi đâu vậy? Thì con đi công chuyện, sao chính không về nhà gói bánh đi, qua nhà con làm chi? Gói bánh là cái chuyện lát về gói. Nói nghe. Dạ. À, một lát á con mén nó giao bông, mà chính tính lấy thêm một bó, đặng qua Tết có cái chân bông nó đẹp lắm, mày lấy không, chính lấy cho một bó. Trời ơi, có mấy đồng bạc lẻ à, mà chính cũng tiếc tiền nữa. Bông á thì ngày nào cúng mà mình mua, chợ bây giờ ngày nào cũng có chứ phải ngày xưa đâu mà giờ mua bông dự trữ. Giờ lấy không? Ừ, thì con lấy. Ờ à, mà thôi đi. Con dạ. Mén á nó bán bông đẹp thiệt. À. Nhưng mà tính nó không có đẹp, không có mua đâu. Bỏ mua bông của nó mà, đâu có mua cái tính của nó đâu. Mà chính nói con nghe nè, mày nói nó chanh chua. Ừ. Cái miệng của nó đâu có thua cái miệng của con đâu. Thấy không? Mình mua bông của nó thôi mà. Với lại á, bông là nó lấy về, còn đi giao bông là thằng Tài chồng nó. Mà thằng Tài chồng nó thì chứ không có chanh chua. Ồ, vậy là chồng nó giao. Ừ. Vậy thôi lấy cho con bó cũng được. Ờ, thì thôi lấy bông chứ. Ủa gì vậy? Hồi xưa là chính biết mày với con mén đó là có chuyện đắng đắng với nhau. Mà thôi chị em mà bà con bên chồng á thì thôi bỏ qua đi. Rồi giờ chuyện gì nữa mặt mày chăm chăm đó. Chính đừng có nhắc mấy cái chuyện đó nữa, mấy chuyện đó con không có chấp đâu. Con nói cho chính nghe nè. Đó, ông Tài chồng con á kêu con chuẩn bị mọi thứ vậy nè. Đó rồi giờ đi mất tiêu không có ở nhà chính thấy không? Trời đất ơi, Tết nhất thì nó cũng phải lo chuyện này chuyện kia, nó cũng phải qua hai bên họ hàng hai bên đặng nó phụ công chuyện nữa chứ. Mới gặp nó ngoài đầu hẻm á, nó nói lát nó về nó phụ nha. Thôi, lát ổng về là con cho ổng bài học á. Thôi chính về chính gói bánh đi. Bài học gì nữa mày tính làm gì hả? Thôi kệ con đi, cứ để đó con lo cho, chính về đi. Thôi nha, bất ngờ là không có vui nha. Giờ vừa phải thôi à. Rồi, con biết rồi. Về nha, một bó bông phải không? Rồi, một bó thôi. Rồi nha. Đừng có làm gì bậy nghe chưa? Rồi, con biết rồi. Ghê vậy. Con mén này biểu lấy bông về sớm rồi đem qua đây giùm cho nó tươi. Mà trưa trật rồi không thấy bông đâu hết trơn. Trời, kỳ ghê. Chính. Ủa? Sao trễ dữ vậy? Chính thông cảm con cái. Con đi ngoài đầu đường, xe con bị bể. Rồi con gửi giá ngoài đó rồi. Con chạy bộ vô đây ăn dao bông con Chính luôn nè. Hiểu rồi. Cái đường đá dăm không à. Cái bánh xe mày mà mỏng cái là nó chém nát liền. Đây đây, thằng bông của Chính đây. Dạ. Rồi con bó đó của ai vậy? Này của anh Tài, con đem anh Tài. Thôi đem qua cho nó đi. Dạ thôi con tranh thủ đem qua anh Tài luôn nha. Chắc qua bên đó chắc con bị chửi chập nữa. Dạ thôi con đi Chính ơi. Dạ. Thôi đi. Dạ. Chính, cho con ly nước đi. Thiệt á, con chán thằng chồng con ghê á. Con đi kiếm nó từ hồi sớm giờ không biết nó đang chui vào cái xó nào nữa, thiệt á chứ. Trời đất ơi, kiếm cái gì nó đi bỏ bông cho người ta. Mà bánh xe nó bị đá dăm ngoài đầu đường á, đâm lủng nó phải giá xe ở ngoài. Rồi nó lội bộ đi đem bông vô đây nè. Ủa, bánh xe ông bị bể thì đáng lý ra là đi qua giá chút xíu là xong rồi. Con ngồi chờ ở ngoài chợ mỏi cổ luôn á, cũng thấy ổng đâu hết á. Mẹ ơi, nó gửi xe đặng giá rồi nó lội bộ đi, nó đem bông qua đây, rồi nó đem bông qua bên cho vợ ông Tài. Cái gì? Qua cho vợ ông Tài hả? Thì vợ ông Tài nó đặt mà. Nó tới số với con rồi. Cái gì vậy? Ủa, mén. Mén. Trời đất ơi, con nhỏ này. Rồi qua, chết cha. Mén ơi. Vô. Đó, quay về nè, để cho mọi người biết là con Hồng nó có thể nhậu ở nhà được. Vô. Chị Hồng ơi, ấy em mấy chị. Wow. Chị quay chị né cái mặt em ra được không? Chứ để vợ em mà biết cái là bà nội cũng đỡ, chú Khôn cũng phải vẫn chơi với vợ em đâu. Trời ơi, chú cứ lo quá. Con mén á nó là em chồng của tôi. Có gì tôi nói nó một tiếng, có gì đâu sợ. Chị biết cái nết của nó rồi đó, nó mà nghe ai chị ơi. Nói gì? Nó tới luôn rồi. Nói gì? Giờ nó tới rồi nè, nói nghe coi. Chị Hồng, nói giùm em tiếng chị Hồng. Không hay quá ha. Chờ
chồng con vậy? Tối ngày chỉ biết ăn với nhậu à? Bữa nay lết xác qua tới đây nhậu luôn rồi đó hả? Chị không, chị không đỡ. Thì rủ ông nhậu chung thôi. Cái gì? Rủ chồng tôi nhậu chung hả? Bữa nay chị rủ tới chồng tôi qua đây luôn hả? Ủa, chị nói em ơi, bình tĩnh em ơi. Cái gì vậy? Nè. Trời ơi, dừng lại đi. Hai đứa bay làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Cái chuyện gì đây? Hả? Trời ơi. Rồi bà Chính qua đây làm chi? Về nhà lo gói bánh đi. Về đi, không có chuyện gì đâu. Mày với mày vừa phải thôi. Cái miệng con mén nó cũng không có thua gì cái miệng của mày. Chuyện này mà hả, bung lụa ra cái xóm này ha, là mày mắng đục đó. Nó giỡn đâu. Trời ơi bà Chính. Ủa bà Chính tưởng con nhậu thiệt hả? Đúng rồi đó Chính, không có nhậu gì đâu. Chị Hồng á, chị lấy nước lã chị đổ vô đó rồi hai chị em uống qua ổn lợi chơi vui vui thôi hả? Cái gì? Nước lã hả? Nó. Đúng Chính, công tâm đi Chính. Bài chuyện ra không à. Hai bên đó bay đi về đi, không có gì hết trơn á, đi. Bữa sau mà ngủ chồng tôi nhậu nữa là tới sớm tôi nha. Không có nhậu, nước lã không hà, đi. Về mà, về. Tết nhất công chuyện còn nhiều lắm, đi về. Về anh nướng khô hai vợ chồng mình nhậu hen. Mày làm cái gì vậy hả con quỷ? Trời ơi, có làm gì đâu, thôi kệ, Chính để nó con lo cho. Nữa à, cái câu này là nói hoài nha. Để đó con lo, rồi thằng chồng bay nha. Nó coi cái livestream của mày á, nha. Rồi nó về nó ký cái lũng đầu này, nha. Thôi không có gì đâu, chồng con không có sao đâu Chính. Bay làm vậy á, không có chừa. Chừa cái gì? Mày bày ra cái này làm chi vậy hả? Bữa Chính nói mày làm sao? Thôi. Trời ơi, thì mấy cái chuyện này Chính bày ra Chính chỉ con chứ đâu. Trời ơi, Chính chỉ một đàn, mày làm một nẻo. Mày làm cái chuyện này nghe, rồi thằng Tài nó về nó đổ hết lên đầu tao nè. Tao gánh không có nổi đâu. Dẹp đi. Em có bị sao không? Con bé có làm gì em không? Hả? Không. Cái con gì bé không có làm gì nó hết trơn. Nó làm gì người ta nghe. Mày tính sợ là sao đó. Chính? Tao chuyện gì vậy Chính? Tao không có gánh nổi đâu. Ủa là sao? Là chuyện gì xảy ra mà âm trầm vậy? Em rủ chồng mén qua nhậu chung. Xong rồi cái nó la sùm chứ có gì đâu. Nhậu chung luôn hả? Nhậu giả bộ mà. Bởi mấy cái trò này em bày ra hả? Chứ không phải thiệt là vậy đúng không? Trời ơi trời, bớt giùm tôi đi. Làm ơn ở nhà nấu cơm, nấu nước, chăm chồng, chăm con giùm đi. Tại sao lại bày những cái chuyện vậy nữa? Hên là con bé nó không làm gì á. Nó con nhỏ đó, nó tính nóng, nó có máu điên nữa. Nó làm cái gì thì sao? Nó rồi một sống một còn với em thì sao? Trời ơi, chứ em ở nhà nấu cơm mà chồng có ăn đâu. Chồng đi nhậu hoài à. Vậy thôi, em nhậu luôn cho giống chồng. Thôi đừng có nói vậy nữa. Bây giờ anh khác rồi. Anh cũng biết cái lỗi của anh rồi. Mà em cũng bớt bài trò lại đi. Bây giờ mấy cái chuyện cũ, năm cũ bỏ qua hết. Qua năm mới, anh hứa với em là anh sẽ ngoan hơn. Em cũng phải ngoan hơn nghe chưa? Em hứa. Mong queo. Mong queo. Mãi mãi. Phương Nam vui bao câu ca, hàng dừa xanh 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 trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ hơ chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai ông hai bà bảy bà tám ông mười cậu út phương nam rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hai phương nam vui lắm à nghe.